Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm vô sa cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Đò Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của chị Huệ ở Trà Lắt Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của chị Huệ ha. Đủ loại giống nha cô chú anh chị. Chủ yếu là cúc thọ hương nha cô chú, với lại cúc vua, cúc lá gai, hoàng viết long và hồng thanh tú, cúc cây thi. Cô chú anh chị mình đừng nghĩ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của vườn giúp em nha. Dạ, hiện tại thì em xin chia sẻ mình mặt hoa của cúc lá gai cô chú anh chị ha. Cây này thì bo cũng già hết rồi, đang nở hoa, mình con tàn lại cô chú anh chị ha. Giọt bông chùm luôn à. Cúc lá gai cô chú anh chị nha. Form bông hay đường kính bông hay tầm khoảng từ 6 xăng đến 6 xăng rưỡi ha cô chú anh chị, nếu mà cái bông đủ sức luôn ha. Cánh bông nó hơi xoăn xoăn nhìn rất là dễ thương nha với cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép form tàn thông đã đều tàn hết trơn luôn ạ. Dạ bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Huệ nha cô chú ha. Em xin chào chị Huệ ơi. Chào em, xin chào cô chú anh chị gần xa đem trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Nay em trở lại kênh em giới thiệu cô chú anh chị mình một số mai để cô chú anh chị mình lấy giống, lấy bo và đun lại để chơi Tết nha cô chú anh chị. Vào đầu clip là một cây cúc thọ hương mã số 1F nha cô chú anh chị. Dạ. Cúc thọ hương phơm dáng trực tàn thông quý cô chú anh chị ha. Cây này thì hàng mình con tàn đang đi cơ đọt ngon lành luôn á cô chú anh chị. Dạ, đế thì có bộ đế đều luôn ha. Rồi em xin số đo luôn nha. Quanh thân là 13 nha cô chú anh chị. Dạ, 13 hoàng. Hoành cũ nó được là 41 nha cô chú anh chị. Chiều cao 76. Tán ngang 59. Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá là 700 ạ, em bao ship. Dạ 700 ngàn nha quý cô chú anh chị nha, một cây cúc thọ hương. Rồi. Đây cúc mã số 2. 2F. Và một cây cúc tây thi nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này đang bắt đầu bóng tàu rất là mạnh luôn hết cô chú anh chị. Cũng là hàng mình con tàn lại ha. Dạ, nhỏ nhỏ nhưng mà đế đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo nha. Hình thân là 9 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 60. Tán ngang là 41. Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá 700 ạ, em bao ship. Dạ 700 ngàn nha quý cô chú. Cây mã số 3F là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Ghép với phôi mai trực tàn thông luôn cô chú anh chị ha. Cái này cũng là hàng mình đôn tàn lại cô chú anh chị. Đều tàn luôn mà. Rồi em xin số đo luôn ha. Quanh thân là 12. Chiều cao là 67. Tán ngang là 51. Cây này em vô lô cô chú anh chị mình giá là 700 ạ, em bao ship. Dạ rồi 700 ngàn. Rồi. Mã số 4F. Cây này cái tàn nó cũng vuột dài lắm rồi đó cô chú anh chị. 4F cũng là một cây cúc thọ hương. À, cây này mình ghép được hai chục ghép lớn nha quý cô chú anh chị ha. À, nở đế luôn ạ. Giờ em xin số đo luôn bà chủ ơi. Quanh thân là 12 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 57. Tán ngang là 73. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 650 ạ. Dạ 650 một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Số 4. Số 5F. 5F hả? Mã số 5F cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ. Số 5F. Mã số 5F là một cây cúc thọ hương mini để bàn nha cô chú anh chị. Rồi cây này mình ghép cũng hai chột ghép nha cô chú, mà nở củ nở đế ha.
Trời, hàng này mình già mùa mình con tàn lại nha cô chú anh chị. Xin xuất ra ba dòng luôn bà chủ ơi. Này cũng có đế nở đẹp đẹp nha cô chú. Hoành thân là 9, chiều cao là 61, tán ngang là 32. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 450, em bao ship ạ? Dạ 450.000 cô chú chị nha. Cúc thọ hương mã số 6F là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ cây này thì bô nó già quá trời, xung cây nên đang bông gợt gỡ luôn quý cô chú anh chị ha. Cây này cô chú anh chị mình mua là yên tâm sưu tầm giống luôn nha cô chú. Thân nó nở từng chùm, nó đẹp lắm cô chú. Dạ, thân lắc lượng luôn nha. Quỳnh thân là 12. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 73. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 850, em bao ship. Dạ 850 nha cô chú anh chị. Cây này thì cũng bo già hết trơn luôn ha, đang có bông vàng tươi luôn á cô chú. Mã số 7F. 7F. Em này lượng lắc lắm quý cô chú anh chị nha. Dạ, cũng là cúc, là em thọ, cúc thọ hương. Cái này lên búp xanh đều cây luôn rồi đó cô chú anh chị. Về mình chơi hoa luôn nha. Cây này thì ba trò kép lớn. Thân nó lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Nhỏ nhỏ nhưng mà đế nở cũ luôn ha. Rồi, xin số đo luôn bà chủ ơi. Bình thân là 9. Chiều cao là 68. Tán ngang là 60. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 800 ạ, em bao ship. Dạ, 800 ngàn nha cô chú. Số 9F. 8F. Cái tay ghi số 8 mà cái miệng đọc số 9. Vậy là quýnh cái tay hay ghi quýnh cái miệng. Trời, em này thân lắc luôn cô chú anh chị mà phom cao luôn ha. Cũng là em cúc thọ hương. Cũng này cũng bông chùm luôn á mấy cô chú anh chị. Cây này nút nụ ngon lành luôn ha. 2, 4, 6, 7 chậu ghép nha cô chú anh chị. Thân lắc. À, đế thì có đế luôn ha cô chú anh chị nha. Rồi em xin số đo luôn ạ. Quỳnh thân là 14. Dạ. Yeah. Chiều cao là 87. Tán ngang là 57. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 850, em bao ship. Dạ 850.000 cô chú anh chị nha. Cúc thọ hương. Mã số 9F. Mã số 9F là một cây cúc đại phát nha cô chú anh chị. Dạ cây này cũng hàng già mùa mình con tàn lại cô chú anh chị đang bắt đầu đi cơ độc mới ha. Ba chọt kép bự chảng luôn á mấy cô chú. Đế thì có đế đều luôn ha. Rồi em xin số đo luôn ạ. Quỳnh thân là 13,5. Dạ. Chiều cao là 62. Tán ngang là 56. Cây niệm giao lưu cô chú anh chị mình giá là 700, em bao ship. Dạ rồi 700 ngàn nha quý cô chú anh chị. Cúc đại phát. Mã số 10F là một cây cúc vuông nha cô chú anh chị. Dạ có một bông luôn cô chú anh chị ha. Nguyên một chùm 4 cái luôn cô chú anh chị ha. Cây này cũng hàng con tàn lại ha. Mình ghép được 4 bo nha quý cô chú. Dạ em xin số đo luôn bà chủ ơi. Quỳnh thân 13. Dạ rồi. Chiều cao 43. Tán ngang 34. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 500 ạ, em bao ship. Dạ cúc vua nha cô chú anh chị, 500 ngàn mã số 10F. Đó đi. Mã số 11F. Mã số 11F là một cây cúc vua nữa nha cô chú anh chị. Ghép với phôi mai vàng ha, phôm lùng nha cô chú anh chị.
Cây này thì nó cũng đang bắn tược, cũng đều tàn rồi nha cô chú. Mình ghép được 3 chột ghép. Rồi em xin số đo luôn ha. Còn thân là 15 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 60, tán ngang là 41. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 600 mà em bao ship. Dạ 600 nghìn cô chú anh chị ha. 12F. 12F nha quý cô chú anh chị, cũng là một cây thọ hương luôn ha. Cây thọ hương con tàn nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì mình ghép nhiều bo lắm cô chú anh chị, đầy tàn luôn rồi nha. Bo ghép thì cả bằng cái điếu thuốc nha quý cô chú. Đế quá trời cái bể đế luôn nha. Rồi em xin số đo luôn bà chủ ơi. Đế nó nở đẹp mà cho cô chú chị. Hoành thân 24 nha. Yeah. Chiều cao 81. Tán ngang 46. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1.8 triệu mà em bao ship. Dạ 1.800.000 cây mã số 12F. 13F. Mã số 13F cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cây này thì cũng bắn tược mạnh là đều tàn rồi biết cô chú anh chị nha. Dạ cái chậu ghép thì nó cũng cỡ từ cái điếu thuốc hết trơn rồi đó biết cô chú anh chị. Mình để xin, em xin số đo luôn nha. Quỳnh thân là 15. Chiều cao là 79. Tán ngang là 80. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 750 em bao ship. Dạ. 750 nha mấy cô chú anh chị. Rồi, em đổi luôn nha. 4F. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì nhỏ gọn, dễ chơi, dễ chăm nha quý cô chú anh chị. Tết mình để phòng khách chơi được cũng ok lắm luôn ha. Cây này mình ghép chỉ có 20 ghép thôi mà lớn nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn nha. Quần thân là 11. Chiều cao 63. Tán ngang 53. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500 mà em bao ship. Dạ rồi, 500 ngàn. 10 mã số 15. Mã số 15F cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú. Này đã đôn tàn đi, cơi đọt mạnh luôn nha cô chú anh chị. Mình ghép chỉ có 2 chậu ghép thôi mà tàn ấm nha cô chú anh chị ha. Mà cắt kéo nhựa nó mạnh lắm luôn à. Rồi em xin số đo luôn nha. Quỳnh thân là 14. Chiều cao là 71. Tán ngang là 51. Cây niệm giao lưu cô chú anh chị mình giá là 700 mà em bao ship. Dạ. Yeah. Cài 700 ngàn cúc thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Mã số 15F. 16F. Mã số 16F là một cây cúc, cúc thọ hương. Cây này phơm tàn thông quý cô chú anh chị nha. À, đang phát triển cơ đọt mạnh luôn á cô chú. Mấy cái chọc ghép này có cái nó cũng đã gần liền mà cắt luôn rồi ha. Em xin số đo luôn nha. Quỳnh thân là 15 nha cô chú anh chị. Dạ quỳnh được 15. Chiều cao là 85. Tán ngang là 55. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1 triệu em bao ship. Dạ 1 triệu trắng luôn nha cô chú anh chị. Cây cúc họ hương mã số 16F. 17. 17F là một cây cúc tỉ muội nha cô chú anh chị. Cây này cũng là già mùa đó cô chú anh chị, hai cái chọc ghép lớn luôn ha. Mặt cắt lớn ở trên này kéo nhựa gần đầy luôn rồi nha cô chú anh chị.
Dạ em xin số ra luôn ha. Quần thân là 12,5. Dạ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 67. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 ạ, em bao ship. Dạ 650.000 mã số 17F. F cũng là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị, dạ. Và mùa đôn tàn. Cây này dáng trực tàn thông luôn với cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép bo nhiều đều tàn luôn rồi đó với cô chú anh chị. Đang đi cơi đợt non khỏe luôn ạ. Đế thì một củ đế nha cô chú anh chị ha. Dạ em xin số đo luôn ạ. Hoành thân là 16 nha. Chiều cao là 109. Tán ngang là 52. Cây này em giao lúa cô chú anh chị mình giá 1,8 triệu ạ, em bao ship. Dạ 1,8 triệu cô chú anh chị ha. Mã số 120. 19. 19F. Là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây này mình ghép cũng hai chột ghép đó với cô chú anh chị, chầu ghép lớn cỡ bằng ngón tay út của mình ha. Rồi đế cũng thấy cưng lắm nha với cô chú. Rồi em xin số đo luôn nha. Quần thân là 10,5. Dạ. Chiều cao 62. Tán ngang là 49. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500 ạ, em bao ship. Dạ rồi 500.000 nha cô chú anh chị ha. Mã số 20F cũng là một cây cúc thọ hương nữa nha cô chú anh chị. Rồi mã số 20F. Rồi cúc thọ hương luôn cô chú, hàng này cũng ghép già mùa luôn rồi ha. Hai cái chục ghép bự cả ngón út của mình hơn rồi đó cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn ha. Quần thân là 10. Chiều cao 67. Tán ngang là 49. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá là 500 mà em bao ship. Dạ. Trời 500. F là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. À, em này phơm cao nha mấy cô chú anh chị ha. Rồi 21F. Cây này mình ghép được 80 ghép nhau với cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn ha. Hoành thân là 14. Chiều cao là 101. Tán ngang là 49. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 900 ạ, em bao ship. Dạ rồi 900.000 một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Mã số 21F. 2F cũng là một cái cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng tầm trung dễ chăm lắm cô chú anh chị. À, mình có không gian hẹp hẹp rồi mình để cây này chăm cây này ok luôn ha. À, mình ghép cũng được 40 ghép nha cô chú anh chị. Giờ em xin số đo luôn ha. Ghép ta mới tạc thật sẽ ra quần hơn cái cúc. Quỳnh thân là 13,5. Chiều cao là 67. Dạ. Tán ngang là 60. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 650 ạ, em bao ship. Dạ rồi, 650.000. Số 23F cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này mình ghép với phôi mai trực nhau với dáng trực nhau với cô chú anh chị. Cây này đang đi cơ độc mạnh luôn ạ. À. Ghép 10 bo luôn cô chú anh chị nha. Mấy cái chọc ghép ở trên này kéo nhựa là nó liền đậu luôn rồi đó cô chú. Đế nở cũ luôn à. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành thân là 13. Chiều cao 87. Tán ngang là 77. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 900 ạ, em bao ship. Dạ 900.000 nha cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương mã số 23F.
24F là một hai giống nha cô chú anh chị, một cây cúc thọ hương và một nhánh bo là cúc không nhị nha cô chú anh chị. Dạ, không nhị hoàng quyết long hai giống nha cô chú ha, có hoàng quyết long không nhị với lại cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Hàng này ghép bo cũng già hết trơn rồi đó cô chú, cỏ bằng ngón tay út của mình ha. Dán này hơi siêu siêu nha cô chú, em xin số đo luôn ha. Bình thân là 14. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 64. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 800 em bao ship. Dạ, một cây được hai giống luôn cô chú anh chị, 800.000. 24F. 25F. Hạ số 25F. Và một cây không nhị hoàng quyết long nha cô chú anh chị. Dạ, cây này tàn ấm tàn luôn rồi biết cô chú anh chị nha. Cây này chọc ghép già lắm rồi đó với cô chú. Dạ, tàn đều quá. Rồi em xin số đo 3 dòng luôn nha. Quần thân là 13. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 49. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 750 ạ, em bao ship. Dạ, 750 nha cô chú anh chị. Mã số 25F. Mà... cây này cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian ra xem hết clip và mua cây ủng hộ vườn nhà em ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang luôn ạ. À.